Lương thực hàng ngày. Lễ thánh Gioan Maria Vianney. Lời Chúa. Matthew chương 9 câu 35 đến câu 10.1. Giáo hội đang cần. Bài tin mừng lễ thánh Gioan Maria Vianney hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải là một nhà truyền giáo đơn côi. Người không muốn chu toàn hoạt động truyền giáo của người một thân một mình trơ trọi, nhưng người mời gọi các môn đệ cộng tác với người. Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã sai 12 môn đệ đi truyền giáo. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Chúa sai 12 môn đệ đi là Ngài muốn huy động tất cả mọi người thuộc đủ mọi thành phần tham gia vào việc truyền giáo. Hôm nay Chúa cũng sai tất cả mọi người Kitô hữu truyền giáo. Mau mau lên đường. Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Biết bao anh em đang chờ đợi được nghe lời Chúa. Biết bao người đang mong chờ tin mừng cứu độ. Biết bao anh em đang tìm kiếm chân lý của Chúa. Biết bao tâm hồn đang mở cửa đón Chúa. Biết bao người xung quanh chúng ta muốn đón nhận ơn đức tin và chịu phép rửa tội để được làm con cái của Chúa và con cái của Hội Thánh. Vì thế, tất cả Kitô hữu hãy mau lên đường, mau mắn loan báo tin mừng. Đừng chậm trễ, cũng đừng bỏ mất cơ hội đưa những người chưa biết Chúa vào đạo Chúa. Tin mừng của Chúa mang lại bình an cho các tâm hồn. Tin mừng của Chúa sẽ giải thoát họ khỏi sự thống trị của sự dữ. Tin mừng của Chúa làm cho mọi người đón nhận được ánh sáng chân lý. Tin mừng của Chúa dẫn đưa tất cả đến niềm tin, dẫn đưa họ đến với Ngài, dẫn đưa họ vào nước trời. Do đó, tin mừng trở thành tin mừng bình an do Chúa ban tặng cho loài người, bảo đảm ơn cứu độ. Truyền giáo là rao giảng nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy các môn đệ khi đi rao giảng tin mừng, hãy rao giảng rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Nước Thiên Chúa còn gọi là nước trời, là nước vĩnh cửu. Nên Chúa ban cho con người tin vào Chúa cũng được tham dự vào sự sống đời đời của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chính là điểm cốt lõi trong sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu. Nay, khi sai các môn đệ đi truyền giáo, các ông cũng phải rao giảng tin mừng về nước Thiên Chúa sắp đến. Ngày hôm nay, việc loan báo tin mừng có còn cấp bách nữa không? Sự cấp bách đó vẫn còn và còn nhiều hơn nữa. Vì thế giới hơn 6 tỷ người, trong đó người Công giáo sốt sắng chưa được 1 tỷ. Còn rất nhiều người chưa biết Chúa, chưa hưởng được các bí tích Chúa Giêsu lập ra. Nhân loại còn nhiều người đang chìm trong u tối, chưa nhận ra con đường dẫn đến lối trường sinh. Lúa chín đầy đồng nhưng phải có thợ đi gặt về. Nước Chúa cần có những người thợ nhiệt thành, quên mình, đem bình an đến cho tha nhân. Loan báo tin mừng là việc làm cao quý Chúa giao cho chúng ta. Tuy nhiên, việc rao giảng tin mừng cho người khác đòi hỏi phải có sự chuẩn bị trước về kiến thức cơ bản, cách truyền đạt, lối giải thích dễ hiểu để cho người nghe dễ tiếp thu, dễ đón nhận. Một trong những phương thế để làm truyền giáo có hiệu quả là cầu nguyện. Cầu nguyện là nền tảng của việc truyền giáo. Nếu như Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu dùng lời cầu nguyện mà cứu chữa được nhiều linh hồn về với Chúa, và Thánh Francisco Xavier, người suốt đời bôn ba khắp nơi để rao giảng lời Chúa, thì Thánh Gioan Maria Vianney đã thay đổi tâm hồn con người bằng sự thánh thiện và đạo đức của Ngài nơi tòa giải tội. Thánh nhân đã thực thi lòng bác ái tuyệt đỉnh của Ngài. Thánh nhân họa lại chính con người thật của Đức Kitô, con người đầy tình thương xót và chạy lòng tha thứ. Là Kitô hữu, chúng ta cùng đồng lòng và cảm nghiệm với Đức Giêsu trước những cánh đồng bao la đang độ chín vàng.
tham gia vào sứ mạng truyền giáo là chúng ta đang đóng góp cho giáo hội những viên gạch, hạt cát để xây nên tòa nhà giáo hội. Nơi đó là niềm vui, hạnh phúc và bình an. Lạy Chúa Giêsu, còn biết bao người chưa nhận biết Chúa, nhiều chiên lạc chưa được đưa về ràn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con trở nên những thừa sai đích thực, luôn sẵn sàng hăng say loan báo tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Ước gì mọi người con của Chúa trên trần gian này đều được quy tụ thành một ràn chiên duy nhất dưới sự lãnh đạo của vị mục tử tối cao là chính Chúa.